xảy ra tranh giành khi tổ chức phát quà từ thiện tự phát ở Hà Nội. Sự thật về thông tin người dân trong khu cách ly không có đồ ăn sáng. Người dân vẫn đổ ra đường, cần hơn nữa ý thức của chủ sử dụng lao động. Đình chỉ giám đốc trung tâm y tế thành phố Phan Thiết do lơ là chống dịch. Bắt xe tải luồng xanh chở 1.000 thùng bánh nhập lậu. Quý vị đang theo dõi bản tin an ninh trật tự trên kênh Tin Tức Việt, đó là những nội dung chính và ngay bây giờ sẽ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mạng xã hội đang lan truyền thông tin người dân tụ tập đông chửi bới tranh giành tại điểm phát quà từ thiện ở số 166 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã được nhiều người theo dõi. Trước đó, vào sáng cùng ngày, một thành viên của nhóm Hà Nội giúp đỡ nhau mùa dịch đã thông báo trong nhóm này về việc sẽ phát các nhu yếu phẩm vào 14 giờ ngày 17 tháng 8 tại địa chỉ số 166 Hào Nam. Tuy nhiên, khi nhóm này đến thực hiện phát các phần quà thì người dân tập trung đông, không đảm bảo giãn cách và xảy ra hiện tượng chửi bới tranh giành nhau. Trao đổi với phóng viên vào chiều cùng ngày, bà Hoàng Hoài Loan, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, sau khi phường nhận phản ánh của người dân thì yêu cầu dừng hoạt động phát quà, yêu cầu đám đông giải tán, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thành viên của nhóm thiện nguyện. Việc nhóm thiện nguyện phát quà tự phát nhưng không liên hệ trước với địa phương đã dẫn đến tình trạng nhiều người tập trung nhận quà, không đảm bảo yêu cầu giãn cách. Nhiều người dân đến nhận quà cũng không phải là thực sự khó khăn mà là người đi đường thấy có phát quà nên vào nhận, bà Loan chia sẻ. Bà Loan cho hay ngay sau khi sự việc xảy ra được 30 phút thì lực lượng chức năng của phường Ô Chợ Dừa đã yêu cầu tạm dừng. Đại diện nhóm thiện nguyện cũng nhận thức được cách tổ chức phát quà từ thiện là không hợp lý, gây tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách. Lẽ ra nhóm thiện nguyện nên liên hệ với chính quyền địa phương để có cách tổ chức giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn do dịch. Như thế sẽ giúp được đúng đối tượng, không gây tập trung đông người và không xảy ra hiện tượng đáng tiếc trên. Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa nói và cho biết, sáng nay phường sẽ làm việc với nhóm thiện nguyện để có được hướng giải quyết sự việc. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, về thông tin công dân trong khu cách ly y tế phản ánh về việc không có đồ ăn sáng, chưa mua được lương thực, thực phẩm thiết yếu đã đăng ký, chính quyền ngành chức năng tại Đà Nẵng đã xác minh và trả lời. Ông Nguyễn Đình P, ngụ chung cư 1B, Nại Hưng 2, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, phản ánh ý kiến trên trang Facebook Quản lý đô thị của thành phố Đà Nẵng. Quản lý đô thị Đà Nẵng, tiện nghi, xanh, sạch đẹp với gần 150.000 thành viên về việc lương thực thực phẩm của người dân. Tôi đại diện bà con nhân dân khu chung cư 1B, Nại Hưng 2, phường Nại Hiên Đông, mấy hôm nay không còn đồ ăn điểm tâm, cũng chưa mua được những đồ đăng ký, mong các cấp giúp đỡ bà con tổ 99. Ông P phản ánh như vậy. Sự việc khiến cho cộng đồng mạng bàn luận thắc mắc tại sao một tổ dân phố, một chung cư trong diện cách ly y tế lại để bà con thiếu lương thực thực phẩm cần thiết, trong khi đó các tổ dân cư, khu chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều được giải quyết. Nhiều ý kiến thắc mắc phản biện lại người phản ánh cho rằng đòi hỏi điểm tâm ăn sáng là điều không cần thiết, phản ánh với nhiều mâu thuẫn. Ngay lập tức, Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông đã kiểm tra xác minh và kết quả là hộ ông Nguyễn Đình P từ đầu dịch đến nay đã nhận hỗ trợ 500.000 đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, 300.000 đồng của khu vực Nại Hưng 2 hỗ trợ, nhận đủ tiền hỗ trợ 40.000 đồng một người một ngày, nhận đầy đủ 4 lần quà hỗ trợ và 3 lần nhận rau củ quả như bao hộ dân khác. Vào sáng ngày 20 tháng 8, tổ dân phố mua 5kg bún và 10kg mì về cho các hộ dân ăn sáng, chủ yếu dành cho trẻ em vì tổ trưởng cho biết do các cháu ăn mì tôm nhiều thấy tội nên mua. Do số lượng mua ít không đủ để chia đều nên ông P không có bún mì để ăn sáng và bức xúc đã đăng nội dung phản ánh lên trang quản lý đô thị của thành phố. Qua làm việc của tổ COVID-19 cộng đồng khu vực Nại Hưng 2, ông P đã thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là sai và hứa sẽ không tái phạm. Vụ việc đăng bài với nội dung không đúng của ông P đã khiến cho các hộ dân tại tổ 99 bức xúc, yêu cầu khu vực xử lý và cho ký cam kết không tái phạm. Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, yêu cầu người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong phòng chống dịch, thực hiện việc cách ly nhà với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, không được ra ngoài trừ các trường hợp cần thiết. Để hỗ trợ người dân trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu trong thời gian áp dụng các biện pháp trong khu vực phong tỏa cách ly y tế, địa phương đã thành lập 103 tổ hậu cần đi chợ giúp dân tại 103 tổ dân phố, 7 nhóm tình nguyện viên hỗ trợ kết nối việc mua lương thực, thực phẩm cho người dân. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, dù đang trong thời kỳ giãn cách xã hội, song những ngày qua, tình trạng người ra đường ở Hà Nội vẫn đông.
Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, nhưng cũng không thể kiểm soát được việc người dân ra đường. Bởi khi kiểm tra, nhiều người vẫn có đầy đủ giấy tờ, cơ quan, đơn vị cấp. Để hạn chế người dân ra đường thời điểm này, cần hơn nữa ý thức của các doanh nghiệp. Dư luận vẫn chưa quên vụ việc một người không phải là nhân viên của xí nghiệp đầu máy Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhưng lại sử dụng giấy đi đường do xí nghiệp cấp. Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 8, tại chốt kiểm soát Chùa Láng Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, ghi nhận một trường hợp bị gọi vào chốt kiểm tra để xuất trình giấy đi đường do xí nghiệp đầu máy Hà Nội cấp. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại chốt, trường hợp này vừa đi giao cá tại phố Chùa Láng và không phải là nhân viên của xí nghiệp. Mới đây khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 8, tổ công tác Y7141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Trãi hướng đi ngã tư Sở, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, nam thanh niên tên là Nguyễn Hữu Nguyên, 28 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, xuất trình nhiều giấy tờ tùy thân, trong đó có giấy đi đường do một công ty cấp. Tuy nhiên, qua đấu tranh, tổ công tác đã làm rõ Nguyên không phải là nhân viên của công ty trên, giấy đi đường là do Nguyên làm giả. Trước đó, ngày 6 tháng 8, tại chốt phòng chống dịch COVID-19 ở đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp sử dụng giấy đi đường để qua chốt có biểu hiện nghi vấn. 3 người này khai nhận đã mua 9 giấy đi đường với tổng số tiền 12 triệu đồng tại một cửa hàng cầm đồ ở đường Láng, quận Đống Đa. Việc cấp giấy đi đường giả để ra đường nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, cố tình không tuân thủ quy định là hành vi coi thường pháp luật, đáng lên án trong thời điểm dịch bệnh phức tạp. Thậm chí những người liên quan có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua trong công tác chỉ đạo điều hành liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố đã có những biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm và đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phê bình nhắc nhở tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết vào ngày 4 tháng 8. Mới đây vào ngày 19 tháng 8, Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết đã để xảy ra tình trạng tập trung đông người chờ tiêm vaccine phòng COVID-19, không đảm bảo giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết đã trả lời thiếu trách nhiệm, không có biện pháp chấn chỉnh khắc phục tình trạng đang diễn ra. Trước sự việc nêu trên, vào sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của tập thể lãnh đạo các đơn vị liên quan để xem xét làm rõ trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Y tế Phan Thiết. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết để xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu do lơ là thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, sau một thời gian trinh sát, sáng nay tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 20 tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai thuộc địa bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, đội 4 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng với đội Cảnh sát Giao thông số 15 và đội Quản lý Thị trường số 9, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một xe tải luồng xanh có dấu hiệu nghi vấn. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có gần 10 tấn bánh nhãn hiệu Con Gấu do nước ngoài sản xuất, không có nguồn gốc xuất xứ. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện số bánh trên được đặt trong khoảng 1.000 thùng các tông, mỗi thùng chứa 8 hộp bánh, tổng cộng là hơn 200.000 chiếc. Lái xe chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Trên các sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt đối với sản phẩm do nước ngoài sản xuất. Lái xe luồng xanh khai nhận được thuê vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu Lào Cai đi thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng đội 4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, thủ đoạn của các đối tượng này khá tinh vi khi lợi dụng phương tiện vận tải đang được ưu tiên, đó là xe luồng xanh để vận chuyển hàng hóa nhập lậu xuyên qua các tỉnh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi. Hiện tại lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa liên quan để làm rõ hành vi vi phạm theo các quy định của pháp luật. Đây là việc thu giữ bánh nhập lậu có số lượng lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong thời gian tới, để phòng chống tội phạm trong mùa dịch, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố dịp Tết Trung Thu, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dịch bệnh để sản xuất kinh doanh, nhập lậu các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Quý vị đang theo dõi bản tin an ninh trật tự trên kênh Tin Tức Việt. Và quý vị đừng rời kênh của chúng tôi vì có rất nhiều những thông tin thú vị hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị ở bản tin kế tiếp.